Thưa quý vị, phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ được giao, những năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, người cao tuổi, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người, người nhiễm HIVS. Bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, công tác trợ giúp pháp lý của Trung tâm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, trở thành điểm tựa pháp lý quan trọng cho người yếu thế. Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng tập trung vào các vụ việc, nhất là tham gia tố tụng. Số lượng cùng chất lượng trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng lên. Trong năm 2022, tổng số vụ việc trung tâm thụ lý là hơn 1.200 vụ việc. Riêng đầu năm 2023, trung tâm đã thụ lý hơn 400 vụ việc. Đón nhận các hoạt động trợ giúp pháp lý thời gian qua cũng giúp cho người nghèo, đối tượng chính sách cảm thấy vô cùng yên tâm. Vì giờ đây họ đã có một điểm tựa vững chắc nếu có xảy ra những tranh chấp về pháp lý. Tôi thấy là nhà nước hỗ trợ cho những người khuyết tật như vậy thì rất là tốt cho những người khuyết tật khi mà có bị người ta ức hiếp hay là tranh chấp những cái gì đó. Nhưng mà pháp lý đưa ra là không có tốn tiền, giúp đỡ cho người khuyết tật thì tôi là em này tôi rất cảm ơn và rất vui mừng đã được là pháp lý hỗ trợ như vậy. Những người yếu thế trong xã hội rất cần sự đồng cảm, sẻ chia lớn bởi họ thường rất dễ bi quan, tủi thân. Bản thân họ lại hầu như không có điều kiện vật chất lẫn hiểu biết về pháp luật để có quyết tâm, động lực theo đuổi đến cùng các vụ việc. Vì vậy, công tác trợ giúp pháp lý, nhất là các bạn trợ giúp viên pháp lý, còn phải kiêm luôn tư vấn tâm lý. Tuy khó khăn vất vả, bởi mỗi vụ việc đều có tính chất khác nhau, nhưng với tấm lòng nhân văn và sự cảm thông dành cho người yếu thế, các bạn trợ giúp viên pháp lý luôn cố gắng đeo đuổi sự việc đến cùng. Là người dân có tâm lý là giống như là họ muốn kể lể, trình bày vụ việc của họ thì rất là dài dòng mà không chốt lại được nội dung. Tuy nhiên thì trong vấn đề đó thì do trợ giúp viên pháp lý thì gợi ý, cởi mở, rồi giống như là lắng nghe, rồi sau đó mới chốt lại được vấn đề. Và sau đó thì trung tâm cũng trợ giúp pháp lý cũng sẽ thực hiện cái việc tư vấn đúng với nội dung cũng như đúng yêu cầu của cái người dân mà đến liên hệ trung tâm. Đã được các cơ quan thụ lý giải quyết thì bản thân mình là một trợ giúp viên pháp lý thực hiện tư vấn thì bản thân mình đặt vô cái hoàn cảnh của mình cũng cảm thấy rất là vui. Để hỗ trợ người dân tối đa trong việc tiếp cận pháp luật, hàng năm trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, truyền thông rộng rãi trên báo đài, phát hành tờ gấp pháp luật để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Hiện nay á thì nó có một số cái khó khăn vướng mắc. Đó là sao? Chúng tôi làm rất nhiều cái công tác truyền thông thông qua đài báo, mạng xã hội. Đó. Nhưng mà người dân á, nhất là những người vùng sâu vùng xa mà khi người ta á, là có vướng mắc về pháp luật, người ta có những cái vụ việc á, là phải giải quyết về tại các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt á, là tòa án, thì họ chưa biết và chưa sử dụng được cái dịch vụ pháp lý miễn phí này. Trong thời gian tới á, thì chúng tôi á, là tăng cường á, công tác truyền thông để cho người dân làm sao nắm và hiểu được cái dịch vụ và sử dụng cái dịch vụ pháp lý miễn phí này. Cái thứ hai là chúng tôi á, là tăng cường á, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng với là ủy ban nhân dân cấp xã và các cái tổ chức chính trị xã hội để làm sao cho các hội viên cũng như người dân biết và tiếp cận cái dịch vụ này. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ là tiếp tục nâng cao chất lượng của là trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý. Và cái nữa là chúng tôi sẽ là tiến hành là cải cách thủ tục hành chính làm sao cho nhanh, gọn lẹ để người dân mà khi người ta lại yêu cầu được trợ giúp pháp lý thì là người ta sẽ là được tiếp cận mà nhanh nhất. Hiện nay, nhu cầu tìm hiểu pháp luật và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý của người dân, nhất là người nông dân, người cao tuổi, người yếu thế ngày càng tăng. Yêu cầu về chất lượng, tính chuyên nghiệp của công tác trợ giúp cũng ngày càng cao. Chính vì vậy, công tác trợ giúp pháp lý rất cần được các cấp, các ngành chức năng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy và khẳng định vai trò là địa chỉ đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho những người có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Khi người dân có vướng mắc về pháp luật hoặc là người bị buộc tội, bị hại trong vụ án hình sự, người khởi kiện, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hành chính, vụ án dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình,
Quý vị hãy đến với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu hoặc liên hệ đường dây nóng theo số điện thoại 02913 556 559 để được các trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý hỗ trợ miễn phí.